quý vị và các bạn, khai thác nội lực, nâng tầm sản phẩm du lịch lợi thế đang là hướng đi của ngành du lịch Thanh Hóa nói chung và du lịch Sầm Sơn nói riêng trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Theo đó, cùng với các sản phẩm du lịch chủ đạo là tắm biển, nghỉ dưỡng, thành phố Sầm Sơn đã và đang nỗ lực duy trì dòng chuyển tiếp bằng nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch hấp dẫn, để mỗi sự kiện không chỉ tạo dấu ấn với du khách mà còn góp phần tạo điểm nhấn, nâng tầm sản phẩm du lịch đặc trưng, để mỗi mùa du lịch biển Sầm Sơn thực sự là một mùa lễ hội đa sắc màu. Màn pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng trên bầu trời trong chương trình kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022 đã mở màn cho mùa biển hát ở thành phố biển xinh đẹp này. Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hòa cùng niềm vui chung của ngành du lịch cả nước khi Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, du lịch Sầm Sơn đã sôi động trở lại, mang theo khát vọng bay cao vươn xa. Mùa lễ hội du lịch biển năm nay, thành phố Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội, giải trí sôi động. Mà ở đó, sắc màu rực rỡ của pháo hoa, dư vị ngọt ngào của lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái được ví von là màn dạo đầu hoàn hảo cho một khúc ca rộn rã. Có anh rất hiền, có em yêu mến, cho đôi tăng nè, trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Mến tình anh ơi, hương tình là lắm, còn chờ đợi chi, anh ơi hát hò mơ vào lòng. Sau FLC, các dự án đầu tư của tập đoàn Sun Group tại Sầm Sơn không chỉ tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, mà đang dần tạo ra những sản phẩm du lịch bổ trợ mang thương hiệu đặc trưng. Với ý tưởng biến mỗi điểm đến du lịch trở thành một điểm đến về nghệ thuật, chuỗi chương trình Sunfest vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần do Sun Group tổ chức đã trở thành một điểm hẹn mới thu hút du khách đến với thành phố biển Sầm Sơn. Mỗi tuần, Sunfest sẽ mang đến cho khách du lịch và người dân địa phương những không gian âm nhạc phong phú và hoàn toàn khác biệt, quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được công chúng yêu mến với những tiết mục được đầu tư, dàn dựng độc đáo. Em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng em cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đem qua đi, để mai lúc em thức sớm, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Có tuần sôi động với những bản hit đình đám, tuần ngập tràn giai điệu hứng khởi của rock, tuần lắng đọng mênh mang với những làn điệu mang âm hưởng dân gian. Và có tuần sẽ đánh thức những hồi ức, kỷ niệm đẹp về những ngày tháng xưa cũ đã trôi qua. Sầm Sơn của mình thì càng ngày có nhiều các hoạt động âm nhạc để cho thu hút những các khách du lịch cũng như những người giới trẻ trẻ em để đến Sầm Sơn hơn ạ. Năm nay em muốn đến Sầm Sơn thì theo em cảm nhận là Sầm Sơn là càng ngày càng phát triển, nhất là theo mọi năm là năm nào nó cũng sẽ có một cái đổi mới riêng. Như năm nay là lễ hội nhạc của năm nay là nó phát triển mỗi năm và cho giới trẻ là có một cái trải nghiệm mới về Sầm Sơn. Những ngày cuối tháng 5, sự kiện Sầm Sơn Motor Festival 2022 cũng đã mang đến một gam màu rất khác cho thành phố biển Sầm Sơn. Buổi dạ tiệc của tốc độ và kỹ năng cùng hàng trăm chiếc xe phân khối lớn đến từ các thương hiệu mô tô đình đám trên thế giới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, trầm trồ và phấn khích.
Đặc biệt, sau một năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, lễ hội Carnival Sầm Sơn, một thương hiệu du lịch hè được tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức tại Thanh Hóa từ năm 2019, đã chính thức khai màn. Dù là năm thứ ba, Sun Group mang Carnival đến với thành phố biển này. Nhưng mỗi lần trở lại, lễ hội Carnival Sầm Sơn 2022 đều mang đến những màu sắc thú vị và không khí riêng. Với hai Carnival đường phố năm 2019 và 2020, Sầm Sơn đã ghi dấu ấn đối với du khách trong nước và quốc tế về một thành phố của lễ hội mùa hè, với những sắc màu rực rỡ của trang phục đường phố, của âm nhạc và vũ điệu cuồng nhiệt. Chúng tôi đang thực hiện cái chương trình lễ hội bắt đầu từ tháng 4 và đến hết tháng 8, và với mong muốn rằng đem đến cho du khách một cái trải nghiệm về sự khởi sắc của du lịch Sầm Sơn sau thời điểm 2 năm Covid. Ngoài những cái sự kiện đấy thì chúng tôi đang tập trung triển khai thi công đầu tư cái trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn để từ nay đến cuối năm có thể đem đến những cái trải nghiệm mới cho du khách. Tuy không còn là một lễ hội quá mới mẻ với những người dân phố biển, nhưng mỗi khi xuất hiện, Carnival Sầm Sơn vẫn luôn có một sức hút kỳ lạ với bao du khách, khi luôn đem đến sự mãn nhãn trong cả thị giác và thính giác với màn trình diễn múa cờ, trượt patin cùng tiếng trống malambo sôi động. Trên cung đường diễu hành dài 2,4 km, gần 100 vũ công đến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Brazil, Moldova, Colombia trong những bộ trang phục ấn tượng nhiều màu sắc xuất hiện dưới sự chào đón nhiệt tình của những người xem. Dưới nắng chiều miền biển, các nghệ sĩ vẫn hết mình cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn và nhiều cảm xúc. Những khoảnh khắc được lưu lại cùng các nghệ sĩ, diễn viên Carnival là dấu ấn đáng nhớ cho một mùa hè rực lửa và đầy hấp dẫn tại thành phố biển xinh đẹp này. Thì rất là đông vui và náo nhiệt. Gia đình nhà tôi năm nào cũng chờ có dịp lễ hội này đến để tham gia, và tôi thấy thì rất là vui. Mình đã từ đầu dưới kia và đã theo đoàn đến tận trên này để xem và cùng với mọi người thưởng thức các cái văn hóa của Việt Nam và kết hợp với nước ngoài, một không khí rất là tuyệt vời. Sầm Sơn bao lâu nay vốn được biết đến là một khu du lịch nghỉ dưỡng đẹp. Điểm đến ấy ngày càng đa sắc và hấp dẫn hơn bởi rất nhiều những sự kiện đã và đang trở thành thương hiệu. Để mỗi du khách gần xa khi nhắc đến Sầm Sơn không chỉ nhớ đến màu của nắng, của gió mà còn nhớ đến những gam màu rực rỡ của một thành phố lễ hội sôi động, náo nhiệt.